Xin chào quý vị và các bạn trở lại với uh, channel Hùng Xe Hơi Thì uh, cũng như khách hàng hỏi em thì uh, nay em cập nhật nhanh về cái giá bán này, chương trình khuyến mại Thủ tục trả góp hay những cái thắc mắc mà quý anh chị hay hỏi em về cái mẫu xe uh, hạng B của dòng Honda này Thì uh, đầu tiên về giá bán thì uh, Honda City hiện nay đang được bày bán với 3 phiên bản RS 600 triệu, 599 đúng không ạ? Uh, City bản uh, 1.5L là 569 triệu và City bản 1.5G bản thấp nhất là 529 triệu Thật ra thì bán chạy nhất thì vẫn là bản bản L thôi giá như phiên bản cũ Tuy nhiên thì được nâng cấp đẹp lên khá là nhiều và RS thì thật sự là một số khách hàng có điều kiện nhìn hơn một chút về tài chính thì cân nhắc lên RS thì rất là hay khi chúng ta không phải bọc ghế và gần như là xe chỉ cần dán kính trải sàn là đi được thôi Uh, khuyến mại trong tháng 8 này dành cho ba phiên bản thì uh, gần như đang có mức khuyến mại khá là tương đồng khi mà tổng giá trị hỗ trợ này lên đến khoảng 50 triệu đồng cả tiền mặt và phụ kiện nhé. Uh, tuy nhiên về mặt bằng chung thì uh, lựa chọn đồ phụ kiện ở cho Honda ấy, nó cũng khá là giá nó cũng khá là cao so với mặt bằng chung các hãng, cho nên là việc quy đổi và cân nhắc giữa lấy bao nhiêu tiền mặt và bao nhiêu phụ kiện thì uh, sẽ tùy vào theo từng phiên bản màu xe. Và thời gian mà quý vị lấy xe thì Để được cái tư vấn tốt nhất thì mình vui lòng hệ trực tiếp với em qua like đi kèm trên màn hình nhé Thì cái mức giá lăn bánh hiện tại khi mà chúng ta tạm tính với cái mức khuyến mại của khoảng 50 triệu Mà theo phụ kiện ấy, thì với phiên bản RS chúng ta lăn bánh ở Bắc Ninh sẽ dao động vào khoảng 670 triệu nhé Phiên bản G, bản bán chạy nhất thì nó sẽ dao động vào khoảng 630-635 triệu và phiên bản thấp thì chúng ta sẽ động khoảng 595 đến 600 Thật ra thì cái giá nó cũng chỉ là tương đối thôi và nó sẽ giảm hơn một chút khi mà chúng ta quy đổi về tiền mặt Tuy nhiên thì với một mẫu xe hạng B thì những cái phụ kiện chúng ta cần lắp cũng thêm khá là nhiều chúng như là dán kính, trải sàn, camera hành trình, áp suất lốp, đúng không ạ? bốn món đồ cơ bản Ngoài ra với những khách hàng mà đang tìm hiểu mua xe gia đình mua xe lần đầu và có nhu cầu mua trả góp thì mình có thể cân nhắc trong cái thời điểm khó khăn như dịch bệnh như này mà cái nhu cầu thật sự là mua xe đi lại gia đình phục vụ cá nhân cũng rất là lớn thì đầu tiên là với Honda chúng ta sẽ mua theo từng tỉnh và từng khu vực nhé ví dụ như là Bắc Ninh có showroom rồi thì mình không thể xa Hà Nội hay lên Bắc Giang mua được và mỗi tỉnh địa phương sẽ có một cái chính sách khuyến mại riêng các bạn yên tâm à, giá thì lúc nào bên em báo rất là sát và cập nhật theo thị trường lúc các bác gọi đến à, mua trả góp thì với cái mẫu sedan này thì chúng ta chuẩn bị tối thiểu là 20 giá trị xe và cộng với khoảng 60 70 triệu tiền lăn bánh tùy vào từ phiên bản tác động vào khoảng từ 175 đến khoảng 200 triệu đồng là chúng ta có thể mua xe đi Tuy nhiên thì cái mức vay hợp lý mà an toàn trong cái thời điểm này chúng ta vay từ khoảng 50 đến 60 phần Tức là khoảng từ 300 đến 350 triệu đồng Trong thời gian từ 5 đến 7 năm Chúng ta có thể tùy chọn uh, thời gian vay nhé Thì uh, lãi suất trung bình nó sẽ dao động vào khoảng 0,8% trong 1 năm đầu Và thả nổi vào khoảng sắp xì 1 chấm Tức là hàng tháng chúng ta sẽ dao động trả vào khoảng 10 triệu quay đầu Cả gốc cả lãi Và sẽ trả giảm dần uh, Thủ tục quy trình thì cũng khá là nhanh Sau khi uh, các bác được bên em tư vấn thì uh, Chúng ta sẽ mất vào khoảng từ 3 đến 4 ngày Để... Uh, làm thủ tục hồ sơ không tính ngày nghỉ nhé à, nói qua về cái mẫu xe này thì à, bán tốt nhất thì vẫn là phiên bản L thôi à, 570 triệu đồng và nó đánh vào khoảng hơn 600 với cái phiên bản này thì chúng ta sẽ thua phiên bản cao cấp nhất về cái ghế da này về một số cái tinh tế và sự đẹp mắt trên cái option xe đó còn nếu như quý khách hàng có điều kiện và thoải mái về tài chính thì chúng ta mua Honda City RS thì gần như là yên tâm và không phải lo vấn đề gì về độ đẻ option gì cả. Gần như là hoàn toàn đầy đủ, kể cả như là đèn nổ từ xa này. Còn những cái công nghệ cơ bản như là đèn full led thì đã được trang bị từ trên phiên bản đời trước rồi, từ, từ cuối 2017 thì Honor City là mẫu duy nhất trang bị đèn full led cả trước cả sau. Tuy nhiên thì có một nhược điểm dành cho Na City, thế là có hai nhược điểm mà được phản ánh nhiều nhất là từ khách hàng thứ nhất là nhiều người lo ngại về phanh sau là phanh tăng trống thì thật ra cái này nó chỉ là một chút về thẩm mỹ thôi chứ còn về mặt kỹ thuật và hiệu suất thì gần như là không có sự khác biệt quá nhiều trong cái thời gian sử dụng đầu tiên Để các bạn yên tâm thứ hai là về độ ồn thì thật ra là những cái mẫu xe khoảng dưới 1 tỷ quay đầu thì cá nhân em nghĩ là không thể tránh khỏi cái ồn được và bất kỳ xe nào cũng vậy không thể nói là Honda City ồn hơn quá nhiều so với uh, Toyota Vios hay Hyundai Accent được. Bản chất ba xe này có độ ồn gần như là tương đương. Đó. Thật ra cũng chỉ vì là vì nó có ít cái chê thôi thì uh, mình đề cập đến chứ bản chất xe này cũng rất là lành. Uh, tiết kiệm nhiên liệu. Thương hiệu bền bỉ nổi tiếng của Nhật Bản đúng không ạ? Chúng ta có một chiếc xe vận hành uh, cực kỳ tiết kiệm, hộp số vô cấp CVT mà phiên bản mới này thì uh, thật sự đẹp hơn rất nhiều so với những cái phiên bản đời trước. Đó. Sơ qua nhanh thôi, còn thật sự là quý anh chị ở Bắc Ninh và đang có nhu cầu tìm hiểu mua xe thì bên em cũng lúc nào cũng sẽ sẵn sàng xe lái thử và tư vấn một cách tốt nhất. Bất kỳ cái nhu cầu tư vấn sản phẩm tìm hiểu mua xe trả góp hay cần tư vấn thêm lái thử thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua line đăng kèm trên màn hình rồi video nhanh thôi xin cảm ơn hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo